truyền tích 26, cả bài quỷ điếm, sợ chuỗi mân coi. Tờ Verse the Man của Canada có đăng một câu chuyện rất hy hữu như sau. Moriendo là một trang thanh niên rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, con nhà quý phái, sang trọng. Vóc dáng anh rất khôi ngô tuấn tú, cao lớn mạnh khỏe, mái tóc bồng bềnh lượng sóng, với cặp chân mày đen nháy miệng lúc nào cũng tươi vui, ăn nói lịch thiệp, ai trông thấy anh cũng phải nể, cũng muốn gần anh để trò chuyện. Khi còn nhỏ, Moriendo là một đứa trẻ rất ngoan, thường đi nhà thờ cùng mẹ lần chuỗi mân coi trước bàn thờ đức mẹ. Có khi ban đêm chưa đọc kinh mân coi mà mẹ đã ngủ, anh thường đánh thức mẹ dậy và cùng mẹ lần chuỗi mân coi. Rồi anh mới chịu đi ngủ, biết con có lòng đạo như thế một hôm mẹ bảo Moriendo sau này mẹ chết con phải luôn luôn lần hạt cầu nguyện cho mẹ sớm lên thiên đàng hưởng nhan thánh chúa và để cho con nhớ đời mẹ sẽ tặng cho con một vật lưu niệm mỗi khi thấy vật lưu niệm này là con nhớ đến mẹ anh hỏi mẹ vật lưu niệm mẹ cho con là cái gì có bền đâu hay không có dễ bị mất cấp không bà mẹ trả lời vật lưu niệm mà mẹ định cho con là một chuỗi mân côi rất đẹp mà con đeo suốt đời ở cổ sẽ không bao giờ được tháo ra cho đến khi con chết khi con chết người ta cũng sẽ đem con đi chôn cùng với kỷ vật đó vì con quá nhỏ anh cũng không hiểu được hết ý nghĩa mẹ nói nhưng anh vẫn trông mong hôm nào mẹ cho anh vật lưu niệm đó rồi một hôm bà mẹ cho mời người thợ kim hoàng đến nhà bà đặt làm một chuỗi hạt mân côi bằng đá quý cẩm thạch kết bằng dây kim khí rất bền và chắc chắn không bao giờ có thể đứt được khi làm xong bà định ngày đem con lên bàn thờ dâng con cho đức mẹ rồi bảo người thợ kim hoàng đeo vào cổ cho con trai chuỗi hạt cẩm thạch. Đeo chuỗi hạt vào cổ xong, bà nói với con, đây là chuỗi hạt mân côi mà mẹ tặng cho con, để sau này con luôn nhớ đọc kinh cho mẹ. Khi mẹ đã qua đời, con không bao giờ được tháo ra, dù có phải triều non lặn suối, lao động cực nhọc, dù sau này túng thiếu, con cũng không bao giờ được bán lấy tiêu xài. Nếu con làm sai ý mẹ, thì chắc mẹ sẽ không hài lòng với con. Nghe lời mẹ căn dặn thật kỹ, Moriendo hứa sẽ tuân theo ý mẹ cho đến trọn đời. Ngày tháng trôi qua mau chóng, chẳng mấy chốc mà Moriendo trở thành một trang thanh niên vạm vỡ to lớn. Nhưng chàng nhất quyết không lập gia đình. Ở vậy thờ mẹ, tối sáng đọc kinh cho mẹ. Các cô gái con nhà giàu sang phú quý cũng muốn ngấp nghé tìm cơ hội đến với chàng. Nhưng rồi cô nào cũng thất vọng, ra về tay không. Đôi khi buồn cảnh gia đình, mù côi đơn chiếc, chàng cũng đi tìm thú vui ở các hộp đêm, phòng trà, tiệm nhãi. Mỗi khi chàng đến đâu thì các cô vũ nữ lao sao chạy đến bên chàng để nói chuyện, chàng tiếp đón tất cả các cô ngang nhau không hề để ý cô này hoặc cô kia nhưng cô nào cũng say mê chàng vì lời ăn tiếng nói lịch thiệp lễ độ họp đêm phòng trà đóng cửa thì chàng cũng ra về bình thản không hề vướng mắt với bất kỳ cô vũ nữ nào thời gian cứ thế kéo dài khá lâu mà không cô gái nào cám dỗ được chàng một hôm, quỷ hiện ra lấy hình một cô gái nhan sắc tuyệt trần, bảo với các cô vũ nữ. Chị nghe thấy Moriendo là một trang thanh niên tuấn tú đẹp trai nhất vùng này mà các em không đứa nào mồi chạy được nó, thì thật là yếu quá. Để chị ra tay giúp các em, chị bàn một kế hoạch, các em tổ chức một bữa tiệc sang trọng với đầy đủ sơn hào hải vị và rượu ngon nhất tiếp cho chàng ăn uống thật no say rồi lợi dụng cơ hội khi chàng đã say xỉn thì khiêng vào phòng rồi lúc ấy các em tha hồ mạ tán tỉnh khi chàng tỉnh dậy thì mọi việc coi như đã xong kế hoạch được thi hành đúng như tên quỷ đã bày ra chàng moreno được bọn gái điếm trịnh trọng mời chàng có vẻ rất chân thật cô gái nhan sắc tuyệt trần lộng lấy kêu xa thay mặt cho các em kỹ nữ nói với chàng Hôm nay chúng em mời anh đến chơi, trước lạ sau quen, để rồi chúng ta cùng tâm giao, tâm sự từ đây. Moreno cũng rất vui vẻ nhận lời, cùng các nàng ăn uống trò chuyện vui đùa. Đang khi ăn, chàng được nàng vũ nữ kiều diễm nhất, rót rượu cho chàng hết ly này đến ly khác, với dụng ý là để chàng sai xỉn theo kế hoạch của bọn chúng đề ra nhưng chàng cứ tỉnh bơ uống hết chai này đến chai khác đến nỗi bọn gái phải khiếp sợ vì phải trả tiền rượu quá đắt. Lại nếu chàng quá sai lại phải thuê xe chở chàng về thì thật là phiền phức. Bọn gái liền thuê ngay một căn phòng cho chàng nghỉ đêm. Bọn chúng cứ tưởng chàng sai xỉn, các cô thay phiên nhau vào tán tỉnh, nhưng đều vô ích cô nào đến gần chàng đang ngủ say cũng bị sức phản xạ vô hình nào đuổi ra kể cả cô gái đẹp đẽ kêu xa nhất cô bảo thằng cha này nó có cái bùa hộ mệnh mạnh lắm mình không thể làm gì được phải nhờ một thầy phù thủy cao tay nhất thì mới giúp ra được ngày hôm sau các cô đến tìm thầy phù thủy trình bày hết sự việc điên qua như vậy thầy bảo các cô không biết gì hết Moriendo là người bên đạo công giáo y luôn luôn mang trong người chuỗi hạt mân côi của bà Maria. Bà này là trinh nữ có quyền thế nhất trên trần gian này. Muốn đánh đổ được chàng thì chỉ rình khi nào chàng bỏ chuỗi hạt mân côi đeo ở cổ thì lúc ấy các cô muốn làm gì thì làm. Còn khi nào y còn đang đeo chuỗi hạt thì không ai làm gì nói, kể cả tôi. Do đó đừng dạy bà mất công vô ích tốn tiền cho hắn ăn chơi phí phạm. Con quỷ giả dạng cô gái kêu sa cũng biến mất. Moriendo tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon. Chàng tỉnh bơ về nhà, không quên chào mấy cô gái đếm. Về đến nhà, chàng mở cửa vào, thì thấy ngay một lá thơ của ai vứt vào bên trong nhà. Mở ra chàng đọc, nhờ chuỗi măng coi con đeo ở cổ mà đức mẹ đã cứu con nếu không thì đêm qua con đã sao vào tay bọn quỷ dữ chết mất linh hồn mẹ yêu dấu của con chàng gấp bức thư niêm phong thật kín rồi lên tòa giám mục trình bày cặn kẽ sự việc rồi chàng cũng nhờ tòa giám mục thông báo công khai cho mọi người biết Đeo chuỗi mân coi kính đức mẹ là một ơn rất trọng, bảo đảm cho linh hồn mình suốt đời từ đó chàng hàng ngày đọc kinh mân coi rất sốt sắng và làm tông đồ truyền bá chuỗi mân coi cho mọi người lời bàn câu chuyện kể trên đây cũng khá ly kỳ một chàng thanh niên đẹp trai tuấn tú đã sao vào bọn gái điếm như vậy mà tuyệt nhiên không sa ngã người ta thường bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thế mà Muriendo trong chuyện này lại không cháy mới hay nguyên do cũng chỉ vì chuỗi hạt mân coi mà mẹ vì thương đã đeo vào cổ cho chàng từ khi còn nhỏ có khi lớn lên cũng chẳng nhớ đến nữa nhưng những ơn cứu rỗi cứ âm thầm đổ tràn đầy xuống cho chàng mà chàng không hề hay biết cho đến khi về nhà nhận được thơ của người mẹ gửi cho mới ngã ngửa ra là chàng mới tỉnh lại đem lên tòa giám mục nhờ phổ biến cho mọi người bức thơ của mẹ chàng cũng do chính đức mẹ đã ban cho để gửi cho con vì mẹ chàng đã chết từ lâu rồi đó cũng lại là một phép lạ trong quân ngũ anh em rất dè dặt về vấn đề tín ngưỡng sợ mất lòng nhau cho nên có nhiều sĩ quan binh lính khi ra trận thường mang trong mình chuỗi hạt mân coi áo đức bà đeo ở cổ hoặc để trong túi áo quần thì đều được thoát nạn vì tính cách tế nhị không muốn nói ra công khai nhưng họ đã âm thầm trình bày sự kiện đã xảy ra với linh mục tuyên úy rồi vào nhà thờ đọc kinh đền tạ đức mẹ tạ ơn chúa